Rồi chúng ta sẽ bắt đầu ở chỗ này. Nó sẽ yêu cầu lưu, tạm thời mình sẽ lưu vô đây. Ví demo đi ha. Rồi thầy sẽ sử dụng một đoạn văn bản để thầy demo cho các bạn. Mình dùng run cho nó nhanh, tạo ra một đoạn văn bản nhanh. Enter. Mình gõ thì nó lâu. Mình tạo vậy để mình demo cho nó nhanh. Bây giờ trong này người ta yêu cầu mình là gì? Đánh máy font Unicode Times Roman cỡ chữ 13, giãn dòng 1.5, canh đều hai bên. Mình làm phần này trước. Như vậy đó, thì đối với lại một cái văn bản như thế này, bạn có thể chọn từng đoạn, chọn từng đoạn để thiết lập bằng cách các bạn vào đây, chọn Times New Roman ở đây, chọn cỡ chữ 13 ở đây, chọn cỡ chữ 13 ở đây, và các bạn cũng có thể là vô cái phần paragraph để bạn chọn giãn dòng 1.5. Bạn chọn giãn dòng 1.5. Ok, giãn dòng 1.5, canh lề hai bên. Tuy nhiên cũng là cái phần này, giả sử mình có một cái văn bản mới ở phía dưới, được chưa? Mình có một cái văn bản mới ở phía dưới thì cái văn bản này nó vẫn giữ cái format cũ. Nó vẫn giữ cái format cũ. Được chưa nào? Cho nên chúng ta ví dụ bản thân nó là format của chúng ta, là format cũ ở đây, thì chúng ta vào cái phần style nè, style, và bạn chọn cái kiểu là normal, tức là một đoạn văn bản được tạo ra mặc định thì nó sẽ được setup như thế nào. Mình chọn ở đây modify, và các bạn sẽ chọn time, phong chữ và cỡ chữ là 13. Chọn canh lề hai bên. Chọn paragraph. Và trong này bạn chọn 1.5. Ok. Được chưa nào? Như vậy thì ok. Bây giờ tất cả các đoạn văn bản của chúng ta trong toàn bộ cái file nó đều được định dạng, đợi thầy tí. Nếu đều được định dạng theo cái mà chúng ta mới vừa định dạng xong. Giả sử thầy có một đoạn văn bản mới ở dưới này. Thì các cái đoạn văn bản phía sau này nếu nó đều lấy theo cái style mà chúng ta mới định dạng. Kịp không? Như vậy thì cái phần này chúng ta sẽ thiết lập định dạng cho cái style của chúng ta là normal, nó sẽ theo cái yêu cầu ở đây. Đó là định dạng font, cỡ chữ, giãn dòng, canh lề đoạn. Nếu như những văn bản tiếng Việt thì thường các bạn đi học cô giáo nói chấm dòng, chấm gì vậy? Chấm xuống dòng. Rồi gì nữa? Thuộc đầu dòng đúng không? Đúng không? Văn bản tiếng Việt của mình thì câu đầu tiên thường sẽ thuộc dòng. Vậy mình làm sao? Mình xem được tất cả các văn bản này nè. Làm sao để cho nó thuộc đầu dòng? Ok. Nếu như mà mình làm cái văn bản tiếng Anh nó khó thì chúng ta có thể làm gì? Lấy văn bản tiếng Việt, đúng không? Rồi, viết cho tôi một bài văn tả lớp học đang
không tập trung, đúng không? Dài 3 đoạn. Ok, để thử coi nó tả gì, giống ý thầy không? Rồi, này nó bị im lặng rồi, để qua bên kia. Để mình coi thử ý của ChatGPT nó có hiểu mình không? Cái này là buổi sáng mà nó nói là buổi chiều. Ok. Đấy, những chiếc điện thoại giấu dưới bàn thỉnh thoảng lại được sáng lên. Yeah, biết luôn. Rồi, 3 đoạn xong. Copy. Ctrl A. À, mình nêu một cái file khác đi ha. Rồi, mình dán vô đây. Đó, văn bản của mình bây giờ là không đúng ý của mình. Bây giờ mình sẽ vô cái style, mình modify. Mình chọn là Times New Roman, cỡ chữ 13, canh lề hai bên, format của nó là 1.5. Bây giờ nó có thêm một phần nữa mà thầy đang quan tâm với các bạn là các cái đoạn này nè sẽ thuộc đầu dòng vô. Nhưng nếu như mà mình chọn ở đây rồi mình đi thuộc đầu dòng từng chỗ á thì nó hơi lâu. Ví dụ như của mình có hàng trăm cái đoạn như vậy thì mình làm nó sẽ không hay lắm. Các bạn cũng vào đây modify và các bạn sẽ chọn ở phía dưới nè cái phần phân đoạn á, thì ở đây nó có cái định dạng đặc biệt, bạn sẽ cho first line dòng đầu tiên vào bao nhiêu. 12.7 là thường người ta định nghĩa một cái phím tab á. Còn nếu mà các bạn thấy là thuộc đầu dòng 12.7 nó dài quá thì bạn chỉnh lại. Còn nếu bình thường mặc định thì cứ để 12.7. Được chưa? 12.7. Ok. Khi chúng ta ok thì đây nó cũng thuộc vào, đây nó cũng thuộc vào luôn. Tất cả các đoạn nào mà chúng ta chọn style là normal nó đều thuộc vào hết. Ok, tất cả. Kịp không nào? Như vậy tại thời điểm này các bạn thực hành lại chỗ này giúp cho thầy. Thực hành của chúng ta là gì? Setup lại cái size normal theo yêu cầu. Theo yêu cầu ở đây. Theo yêu cầu phần này. Văn bản đánh máy font Unicode cỡ chữ 13, giãn dòng 1.5, canh lề đều hai bên. Thầy thêm một cái yêu cầu nữa, dòng đầu tiên của đoạn thuộc vào so với đoạn. Còn thuộc vào bao nhiêu thì tùy các bạn. Ok, đó là ba cái yêu cầu mà chúng ta sẽ setup tại cái bài đầu tiên của cái phần định dạng này. Đúng rồi.